Sau đây chúng ta sẽ đến phần Smart Shift trên Thanh Net 3.0. Thì hiện tại ở đây mình có chia ra 3 ca, một ca là từ 9 giờ đến 12 giờ, một ca là từ 10 giờ đến 15 giờ và có thời gian nghỉ trưa là từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi. Ca 3 thì có từ 14 giờ đến 19 giờ và có thời gian ăn tối là từ 17 giờ đến 17 giờ rưỡi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ add thiết bị, nhập tên thiết bị, rồi sau đó nhập địa chỉ IP thiết bị để kết nối với phần mềm. Địa chỉ IP của thiết bị ở đây là máy 2.1, kiểm tra kết nối. Đã kết nối thành công rồi, chúng ta lưu lại. Ở trên thiết bị thì mình đã tạo sẵn 3 user, mình qua phần đồng bộ dữ liệu, ghép khu vực và đồng bộ dữ liệu từ lấy dữ liệu từ máy xuống về phần mềm để sử dụng. Chúng ta qua phần nhân sự và kiểm tra đã có 3 user từ từ nhỏ xuống. Sau đó chúng ta thêm vào một chấm công bảng thời gian, ở đây chúng ta sẽ tạo 3 ca như theo cái ví dụ đã nêu ra. Ca 1 từ 9 giờ đến 12 giờ, thời gian chấm vào 9 giờ, thời gian chấm ra 12 giờ, lưu. Tương tự chúng ta thêm ca 2 là từ 10 giờ tới 15 giờ và có thời gian nghỉ trưa là từ 12 giờ tới 12 rưỡi. Lưu. Chúng ta qua phần red để tạo cái thời gian nghỉ trưa vào một quản lý thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ cho tới 12 giờ rưỡi. Luôn rồi. Một select red, ép thời gian nghỉ trưa vào cái ca đó. Rồi chúng ta lưu lại. Tương tự như ca 2 chúng ta tạo ra một ca, ca 3. Là từ 14 giờ cho tới 19 giờ. Lưu lại. Và tương tự chúng ta tạo thời gian ăn tối vào một quản lý, thêm thêm một mục nữa thời gian ăn tối từ 17 giờ cho tới 17 giờ rưỡi. Lưu lại. Chúng ta ép thời gian ăn tối vào ca. Sau khi tạo xong 3 ca thì chúng ta qua qua một bảng giờ
để tạo thêm những lịch trình cho ca. Ở đây chúng ta sửa lại là K1, thời gian bắt đầu. Chúng ta có thể áp dụng từ đầu tháng. Và kéo những cột của K1 xuống. Những ngày trong tuần. Lưu lại. Chúng ta tạo thêm K2 và K3 tương tự như vậy. Kéo những ca xuống các ngày trong tuần. Lưu lại. Rồi tạo thêm K3. Lưu lại. Sau đó chúng ta qua một lịch trình, gắn những ca vừa tạo vào người sử dụng. Chúng ta chọn đi bắt mình và chọn 3K đẩy qua vào mục đã gắn, và chúng ta có thể lưu lại. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách nhấp vào từng user coi đã nhận những ca đã gắn chưa. Sau đó chúng ta có thể xuất báo cáo. Ở trên thiết bị thì mình đã chấm cho 3 người theo cái mốc giờ, theo từng ca. Để đẩy dữ liệu xuống thì chúng ta có thể qua phần tải ghi nhận bên mục thiết bị. Báo cáo tính tính toán. Chúng ta chọn tất cả những user và tính. Thì tại đây chúng ta sẽ thấy user 1 thời gian được xếp vào K1, thời gian chấm vào 8:42 và chấm 12:51. Thì ở phần Massive nó sẽ tự động gán vào Shift 1. Còn ở user 2 thời gian chấm vào là 9:36 và thời gian chấm ra là 15:57 và sẽ tự động gán vào shift 2. Ở user 3 thì cũng tương tự, thì sẽ tự động gán vào shift 3. Đây là phần Smart Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mục báo cáo. Ở mục báo cáo chúng ta có 3 mục nhỏ: ghi nhận, tính toán và báo cáo. Đầu tiên là mục ghi nhận. Thì tại đây các bạn có thể xem ghi nhận dữ liệu. Đầu tiên các bạn có thể chọn thời gian, ví dụ từ ngày 25 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9. Chọn tên, nhân viên. Sau đó bạn bấm vào nút tìm. Và đây là bảng ghi nhận dữ liệu theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, trước khi xem ghi nhận, bạn phải tải dữ liệu lên tại đây. Nếu bạn có sẵn file dữ liệu trong máy, các bạn có thể sử dụng nút nhập để tải file lên phần ghi nhận. Nếu các bạn muốn xuất file, các bạn bấm vào nút xuất. Sau đó chọn lại tập tin. Chọn nơi xuất file. Gõ tên file. Sau đó bấm vào lưu. Bấm vào kế tiếp. Các bạn có thể chọn những mục các bạn cần hoặc là bỏ chọn những mục các bạn không cần. Sau đó bấm vào bắt đầu. Và bạn đã xuất file thành công. Về mục tính toán thì cũng tương tự như mục ghi nhận. Các bạn có thể xem được bảng tính toán của nhân viên tại đây. Đầu tiên các bạn hãy chọn thời gian, ví dụ như là từ ngày 25 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9. Chọn tên nhân viên. Sau đó bấm vào nút tính toán. Thì đây các bạn có thể thấy được, đây là bảng tính toán của nhân viên. Bảng thời gian. Bên đây là bảng tóm tắt.
Các bạn có thể thấy tùy ngày khác nhau, bản tóm tắt sẽ khác nhau. Sau khi có bảng tính toán, các bạn có thể bấm vào nút xem kết quả để xem bảng tính toán. Nếu có những sai sót, các bạn có thể sử dụng nút chỉnh sửa ghi nhận. Các bạn có thể chỉnh sửa ngày, thời gian, trạng thái công việc, lý do. Sau đó bấm vào lưu. Các bạn đã chỉnh sửa thành công. Về xuất file thì các bạn có thể xuất file bảng tính toán tại đây. Bấm vào nút xuất, chọn loại file, chọn nơi xuất, gõ tên file, sau đó bấm vào lưu. Bấm vào kế tiếp. Các bạn có thể chọn những mục các bạn cần và bỏ chọn những mục các bạn không cần. Bấm vào bắt đầu và bạn đã xuất file thành công. Về báo cáo thì điểm lợi thế lớn nhất của software chúng tôi là có rất nhiều loại báo cáo. Trước đây khi sử dụng software cũ thì khó cho việc quản lý nhân sự bởi vì chỉ có một loại báo cáo. Tuy nhiên với software mới thì chúng tôi cung cấp hơn 20 loại báo cáo. Các bạn có thể dễ dàng tải báo cáo theo yêu cầu của các bạn. Tại đây các bạn có thể điều chỉnh thời gian, ví dụ như từ ngày 25 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9. Tại đây các bạn có thể chọn loại nhân viên, tất cả các nhân viên hoặc điều chỉnh. Các bạn có thể chọn nhân viên theo yêu cầu của các bạn. Đây là báo cáo nhân viên. Báo cáo nhân viên là báo cáo cơ bản nhất. Bấm vào báo cáo nhân viên. Các bạn có thể thấy đây là báo cáo nhân viên gồm những thông tin cơ bản của nhân viên. Và báo cáo này không chỉnh sửa được. Thứ hai là báo cáo thông tin nhân viên. Thì báo cáo thông tin nhân viên có thể chỉnh sửa được. Các bạn bấm vào báo cáo thông tin nhân viên. Thì đây là hình thức của báo cáo thông tin nhân viên. Các bạn bấm vào nút điều chỉnh cột. Sau đó chọn những mục mà bạn cần. Bấm vào chấp nhận và bấm vào báo cáo thông tin nhân viên. Thì đây là hình thức báo cáo thông tin nhân viên mới theo yêu cầu của bạn. Và nếu muốn tải báo cáo thông tin nhân viên, các bạn có thể chọn loại file tại đây. Chúng tôi có 9 loại file. Chọn loại file. Sau đó bấm vào nhận. Tên file, bấm vào lưu. Và các bạn đã xuất file thành công. Đây là file các bạn đã xuất thành công. Về báo cáo ghi nhận, cũng tương tự như báo cáo thông tin nhân viên thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa được. Bấm vào xuất. Các bạn có thể chọn thời gian tại đây, ví dụ như là từ ngày 25 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9. Sau đó chọn những mục mà các bạn cần. Sau đó chọn loại file, chọn nơi xuất file và bấm vào nút phát ra. Và bạn đã xuất file thành công. Sau đó các bạn bấm vào báo cáo ghi nhận. Và các bạn có thể thấy đây là hình thức của báo cáo ghi nhận. Cũng tương tự như báo cáo thông tin nhân viên, các bạn có thể xuất file tại đây. Báo cáo khác như là báo cáo tổng hợp ngày, báo cáo thời gian dạng thẻ hay báo cáo tổng thời gian dạng thẻ. Báo cáo tổng, đây là hình thức của báo cáo tổng thời gian dạng thẻ. Thì các bạn có thể thấy đây là tổng cộng giờ làm việc bình thường, tăng ca loại 1, tăng ca loại 2 hay loại 3, vô trễ, ra sớm, vân vân. Và các bạn cũng có thể xuất file tại đây. Hay là báo cáo ra sớm. Đây là báo cáo trình diện trường hợp tăng ca sớm. Báo cáo đến trễ, đây là báo cáo trình diện trường hợp đi làm trễ, vân vân. Hay là báo cáo tháng. Về báo cáo tháng thì rất quan trọng và cần thiết cho quản lý nhân sự. Báo cáo tháng dễ dàng trong việc thể hiện tổng hợp sự có mặt của nhân viên trong tháng. Và chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu chi tiết của một báo cáo.